Chấn động, sự thật tuyệt vời. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở, đón vận may bất ngờ. Làm đâu chúng đó, chúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, bươn trải bao năm, hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn mình và người thân sẽ nhận được điều tốt đẹp nhất, có đúng không ạ? Thế nhưng thực tại là hung cát đan xen, âm dương song hành, có đỏ, có đen, có suy, có thịnh, đại hạn là điều không ai muốn, trời đất chẳng ai muốn ban, thế nhưng đó là con đường đi song song với vận mệnh con người, chưa kể, nó được ví như một hồi chuông dài, đánh thức con người phi thường bên trong bạn, nhằm thúc đẩy con người đi qua giới hạn. Có lẽ nhiều người hiện tại đang lâm vào đường cùng, bế tắc, khổ sở trăm bề, chưa suy sụp về đại hạn nhưng quá khổ về chữ tiền, nào là tiền cơm lo ba bữa, tiền phí sinh hoạt, cưới hỏi, ma chay, rồi tiền lo to hơn là trả nợ, tiền lo căn nhà, lo cho con cái học hành, lo chữa bệnh cho bản thân hay cha mẹ già, chúng như những con thú dữ, gặm nhấm, cào xé cuộc đời của Canh Tuất từng giây, từng phút mà chưa biết ngày thoát ra. Nhưng chẳng ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời, đang cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 bất ngờ được thần tài ban lộc, chúng lớn độc đắc liên tiếp, 100 tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, giàu nhanh chóng mặt, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì tới đây. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng sẽ có sự ganh ghét của kẻ tiểu nhân đố kỵ, cản trở con đường tài lộc của bạn. Vậy vận số của con giáp này sẽ biến động ra sao? May mắn sẽ đến với bạn là gì và bạn cần làm gì để đón may mắn về tay, biến hung thành cát? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Sự thật chấn động về 7 dấu hiệu tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, tài lộc bùng nổ, giàu sang nhất họ, tiền tiêu thả ga không hết. Đôi lời nhắn gửi tới anh chị tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Anh chị thân mến, người ta bảo người thông thái có 6 tiếng để chặt cây, thì 4 tiếng đầu đó họ dùng để mài rìu. Cây rìu càng sắc bước chặt cây càng nhàn, nên đừng vội vàng khi bạn chưa bắt đầu, bạn đang chuẩn bị, đang mài rìu, đang trong đoạn chờ đợi thời cơ, chỉ có vậy. Kể cả những thắng lợi do sự may mắn thì cũng cần hiểu hai điều. Một là người ta đã phải kiên trì cho đến lúc thời thông thế thuận thì mới nắm được vận may. Vì vận may mà vào tay người không có trình độ thì cũng chẳng nắm bắt được thời cơ nhiều phần. Hai là may mắn cũng là một phần của thực lực. Nó không đến một cách tự nhiên mà do tổng hòa các hành vi, cũng là kết quả của những sự lựa chọn của bạn trong quá khứ. Với một Canh Tuất, ắt bạn đã chịu thiệt thật nhiều, ắt bạn đã vất vả thật lắm, ắt bạn đã nhiệt tình vì người mà để lợi ích của bản thân xuống dưới. Lắm lúc ngậm đắng nuốt cay, nên cái may mắn bạn hưởng sắp tới, nó đến từ những thiện lành mà bạn đã trao đi, cũng là một loại thực lực của bản thân. Trong cái tính cách của Canh Tuất sẽ khó chịu lắm khi cứ phải chần chừ một chỗ, sẽ bực dọc lắm khi bao sự khởi đầu mình mong mỏi không thuận hòa như kế hoạch, cũng sẽ bận lòng lắm khi bản thân cuộc đời đang trong giai đoạn sàng lọc người đồng hành dài lâu. Đây sẽ là lúc những người không phải là mảnh ghép đúng trong cuộc đời bạn dần rời đi. Những nhọc nhằn về nhân tâm, những mỏi mệt về nhân tính, những vỡ òa về tình người trong từng mối quan hệ sẽ dần bộc lộ ra. Sàng lọc qua rồi, ở lại sẽ không còn là đất cát, mà là những hạt tinh thể lóng lánh để đi cùng Canh Tuất suốt những năm tháng sau này. Vậy nên, đừng quá bận lòng. Nó là cái bản mệnh, lắm lúc vô tự lự, lắm khi nhiều suy tư. Cười thật nhiều mà cô độc cũng chẳng ít, tự động viên, tự vượt qua, tự chăm chỉ, tự nỗ lực, tự xoay sở, tự dựng xây, thật lạc quan và cặm cụi cố gắng. Nó là cái bản mệnh sẽ hơi vất vả một tí, sẽ phải bôn ba thật nhiều, nhưng sẽ được hưởng thành quả ở thời điểm đáng được thành tựu vinh hoa. May mắn sẽ không nhiều, mọi quả ngọt là do bản thân dày công vun đắp, nhưng cũng sẽ sớm được lẩm bẩm mọi vất vả nhọc nhằn, tất cả đều đáng lắm thay. Cuộc hành trình của Canh Tuất năm 2024 này hơi có mùi của phim điện ảnh Mỹ một xíu, giản đơn là câu nói tất cả mới chỉ là khởi đầu. Xét về quá khứ đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả, đã bao lần Canh Tuất chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Cuộc hành trình tiền vận 10 năm đầy sinh động của Canh Tuất đã kết thúc ở 2022. Và giờ ở cái đoạn 2024 này cũng là thời điểm mở ra một đoạn mới trong trung vận của bản thân mình. Nên 2022 đến 2024 không chỉ đơn giản là năm của sự kết thúc hay khởi đầu, nó là năm của sự chuyển giao, của việc bước sang trang mới, là thời điểm của tiếng chuông ngân nga trung vận được vang lên, cho Canh Tuất đổi sang khung cảnh mới trong cuộc đời mình. Trong quá khứ, không thể nói là Canh Tuất không có thành quả, họ có, chắc chắn có, chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng, cùng 10 phần nỗ lực thì nên có được 10 phần thành quả. Còn với Canh Tuất,
10 phần khả năng của họ cùng 20 phần nỗ lực vào thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người. Cũng gọi là có chút quả ngọt, nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa, là vì vận may hay là vì nhân tâm, nhân tính, hay giản đơn là tiền vận của canh tuất quy định rằng họ không được hưởng đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền, để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn trung vận của họ phía sau này. Thử tưởng tượng, một cái nền nhà mất 10 năm để xây, ắt đủ mạnh, đủ cứng, đủ vững để canh tuất có thể dựng lên những lâu đài nguy nga trong mong mỏi của bản thân mình. Suốt trong cái đoạn 2021 đến 2023, trải nghiệm của canh tuất là vô cùng phong phú, nó là đoạn thăng trầm, lên voi xuống cún, may mắn có, đen đủi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan bi quan đầy đủ, nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc vần xoay, rèn tâm luyện tính cho canh tuất, hình thành nhân cách, tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ và biến canh tuất trở thành một con người nội tâm, tình cảm, tuy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công, cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng tựu thành trong canh tuất. 2024 này là một năm của một sự khởi đầu, không chỉ khởi đầu đẹp cho một năm, mà là một chuỗi chuyển cảnh dài lâu cho giai đoạn trung vận của canh tuất suốt sau này. Trước khi bước vào 2024, canh tuất hãy cứ chiêm nghiệm đôi điều. 1. Người ta bảo, nếu lọ lem quay lại nhặt chiếc giày, thì cô ấy đã không có cơ hội trở thành công chúa, vậy nên đừng nuối tiếc những gì đã qua. Vì biết đâu tương lai sẽ trả lại cho ta những gì đã mất, canh tuất không phải lọ lem, nhưng họ cũng cần làm những điều tương tự. Tức không quay lại nhặt giày vì sẽ không kịp cho những sự kiện ở phía sau, cái gì đã xảy ra hãy chấp nhận, cái gì đã không thể thay đổi thì hãy mặc kệ điềm nhiên. Không cần vấn vương quá khứ, cũng không cần nuối tiếc sự đã qua, đế chế mà bạn muốn hay những điều rực rỡ bạn truy cầu vốn là thứ đang nằm đợi bạn ở tương lai. 2. Người ta bảo trẻ con nói mọi thứ cho thiên hạ, còn người trưởng thành lặng yên mà giữ mọi thứ lại cho bản thân, nói ít, làm nhiều để thành công dựng lên lời văn thay cho miệng của bạn là phong cách trước đến giờ của canh tuất. Mọi sự trên đời đều có cán cân đo đạc. Bạn không cần phải cố giải thích với những người mang định kiến với bạn, cũng không cần phải khao khát ai đó tin tưởng mình, bạn chỉ cần tin ở bản thân. Yên lặng mà tiến, cặm cụi mà làm, rồi thành tựu của bạn sẽ thay lời muốn nói hoặc cất tiếng gầm vang. 3. Sơ tâm là thứ người ta hay quên. Sơ tâm là cái tâm bản sơ, nguyên thủy nhất của chính mình. Canh tuất có còn quên mong muốn của bản thân ở thời khắc vào đời, có còn quên lời hẹn ước với người thương, trách nhiệm mình muốn gánh hay những khinh thường mà người đời đã trao, vẫn biết bạn ngại bon chen, cũng lười tranh giành, cũng chán cái cảnh ngược xuôi chiến đời đấu người, nhưng với cái tâm tư luôn mong nhiều điều tốt đẹp cho người mình thương, với cái sơ tâm giàu lòng nhân, tự trọng và mong tự lập, thì ắt sẽ không thể nào đứng ngoài cuộc chơi, bình thản cuộc đời trong giai đoạn này. Nên nhớ một chút về sơ tâm không phức tạp hóa mọi sự làm gì, cái gì vui thì ta làm, cái gì thích thì ta khởi động, cái gì hay thì ta thực hiện, mà cái gì khiến ta mỏi mệt thì sẵn sàng bỏ ngỏ không màng, cái sơ tâm ấy sẽ giúp canh tuất chiêu hơn, hưởng đời hơn và sẵn sàng hơn cho sự tiến bước đi xa vào trung vận của chính mình. Quý vị thân mến, kỳ thực trên đời này không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra. Bạn cần hiểu rằng, trong cuộc sống không ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự tủi thân, uất ức của chúng ta, cũng chẳng ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự thất vọng của chúng ta. Vậy nên chúng ta cần phải đối diện với sự thật, cần phải học được cách chấp nhận vạn sự, vạn vật trên cuộc đời này. Cuộc sống thoải mái không phải là cuộc sống đầy đủ nhất, mà là cuộc sống có thể buông bỏ được nhiều nhất, buông bỏ ham muốn, buông bỏ dục vọng tham lam. Buông bỏ so đo với người khác càng nhiều, thì hạnh phúc càng nhiều. Suy cho cùng vàng đầy kho, áo đầy nhà, biệt thự nghìn thước, thì cũng ngày cơm ba bữa, áo quần hai bộ, tối giường một chiếc mà thôi, tham lam mọi thứ cũng chỉ là vật ngoài thân, nhưng khổ lại ở trong lòng. Sống trong ánh mắt của người khác cũng chính là phó mặc cuộc đời cho người khác quản, đó đâu còn là chính mình nữa. Đau khổ của con người thông thường đều bắt nguồn từ những theo đuổi phù hoa của chính mình mà thôi. Khi con người học được cách chấp nhận với hiện tại và buông bỏ dục vọng càng nhiều, thì đau khổ càng ít, hạnh phúc càng nhiều. Kỳ thực trên đời này, không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra. Quá khứ đã qua mà tương lai còn chưa tới, đường đời sau này của mỗi chúng ta sướng hay khổ, buồn hay vui, đều do chính mình quyết định. Học cách chấp nhận với thực tại chính là chìa khóa bước vào cánh cửa hạnh phúc của tương lai. Cũng như canh tuất thoa xuyến kim, mang đậm chất thanh cao, tôn quý và sang trọng, người khá thẳng tính, nghĩa hiệp, sự bất công là điều họ không thích. Chính vì thế họ luôn đấu tranh chống lại,
đặt lợi ích tập thể lên trên và hay hy sinh thân mình vì lợi ích của tập thể. Chính nhờ những đức tính này mà họ dễ dàng chiếm trọn được tình cảm của những người xung quanh, trở thành kẻ đáng ngưỡng mộ, là quân tử trong lòng của mỗi người và được nhiều người tin yêu, quý mến. Bao dung là một đức tính tốt và cũng là một ưu điểm nổi trội mà những người mang mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sở hữu được. Tuy nhiên, họ lại thường ít đặt lòng tin vào bất cứ ai và ngay cả bản thân mình. Đó cũng là một trong những nhược điểm của họ, mặc dù biết rằng bằng chính đôi tay của họ, họ có thể tạo dựng lên được cả một cơ nghiệp. Nhưng nếu họ có lòng tin hơn vào bản thân mình, thì con đường công danh của họ sẽ càng thành công rực rỡ và cho kết quả tốt đẹp hơn trước đó. Canh Tuất là những người thẳng tính, luồn lách, dẻo miệng hòng lấy lòng người khác không bao giờ nằm trong đức tính của tuổi Canh Tuất. Họ sẵn sàng phản ứng lại một cách mạnh mẽ một khi có xảy ra mâu thuẫn, xung đột với bất cứ một ai. Tuy nhiên, những người này thường ít để tâm tới những chuyện mâu thuẫn. Khi sóng gió qua đi, thì những con giáp này cũng không để tâm và câu nệ chuyện cũ nữa. Có lẽ đối với họ, không có gì quan trọng bằng danh dự và những phẩm chất đáng quý của con người. Bởi vậy, tuổi Canh Tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Tuổi Canh Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực. Trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra tuổi Canh Tuất là người sống giàu tình cảm. Chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh, nhờ vào con mắt tinh tế của mình. Tuổi Canh Tuất có thể phán đoán được tính cách, suy nghĩ của người khác. Điều đó giúp họ kết bạn được với những người cùng chung chí hướng, tránh xa những người mưu mô, xảo quyệt. Nếu quan sát tuổi Canh Tuất khi giao tiếp, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích. Những người này biết cách thu hút, dẫn dắt người khác vào câu chuyện của mình. Họ từ tốn, để chỗ cho những sự tinh tế, chứ không bao giờ to tiếng, gào thét trước mặt ai đó. Hơn nữa, những lý lẽ mà tuổi Canh Tuất đưa ra luôn khiến người khác bị rung động, thuyết phục. Họ có quan điểm và cách xử lý của riêng mình. Điều đó cũng không hoàn toàn tốt, bởi trong nhiều trường hợp họ trở nên bảo thủ và tụt hậu so với tập thể. Với sự thông minh, hoạt bát và hiểu biết sâu rộng, tuổi Canh Tuất phù hợp với nhiều công việc, ngành nghề trong những lĩnh vực của cuộc sống. Họ có thể trở thành một kỹ sư tài ba, nhà nghiên cứu khoa học hay một chuyên viên sửa chữa máy móc. Tuổi Canh Tuất cố gắng làm việc và cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng, tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không màng vật chất, tiền tài, địa vị, phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có, bởi vậy tuổi Canh Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Từ thuở nhỏ, tuổi Canh Tuất đã phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy họ hiểu được mục tiêu trong cuộc sống của mình và luôn có ý chí cố gắng phấn đấu. Những người này giỏi kiếm tiền và ít khi chi tiêu quá hoang phí, tuy nhiên, do lòng nhân hậu và tin người, tuổi Canh Tuất dễ bị kẻ xấu lợi dụng về tài chính. Tuổi Canh Tuất là những người sống rất thẳng thắn, vì vậy họ không muốn phải vay mượn ai quá lâu. Mỗi lần thấy người khác gặp khó khăn, họ đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ, nhưng cũng có lần, sự giúp đỡ đó vượt quá giới hạn của tuổi Canh Tuất, khiến họ chỉ biết bất lực và tự trách bản thân mình. Những người này thường gặp nhiều may mắn trong tình yêu, sự chân thành, trung thủy của họ luôn khiến cho đối phương cảm thấy tin tưởng, hài lòng. Khi đã kết hôn, tuổi Canh Tuất sẽ hết lòng chăm lo cho con cái và cuộc sống của gia đình. Trong gia đạo của những người tuổi này thường lưu giữ những truyền thống tốt đẹp, mỗi thành viên trong gia đình đều hòa thuận với nhau, ít xảy ra mâu thuẫn. Tuổi Canh Tuất học vấn cao rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực, bởi từ nhỏ đã thông minh, sắc sảo hơn người. Họ có nhiều cơ hội để khẳng định và phát triển bản thân khi bước vào độ tuổi trưởng thành, sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định nếu cố gắng, kiên trì. Tuổi này không lo thiếu thốn về vật chất, cuộc sống sung túc, sang giàu, được hưởng phúc lộc, sống an nhàn, vui vẻ, hạnh phúc khi về già. Về đường công danh, sự nghiệp thì trong cuộc đời những người này thường hay gặp nhiều may mắn, về già được hưởng phước lộc trời cho, bởi lúc trẻ nam mạng tuổi Canh Tuất sống lương thiện, tốt bụng với mọi người. Trong cuộc sống, không ai là người hoàn hảo và tuổi Canh Tuất thấu hiểu điều đó. Họ luôn cảm thông với những khuyết điểm của người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân mình, dù người bạn đời của mình có nhiều nhược điểm đi chăng nữa. Tuổi Canh Tuất vẫn luôn bao dung và che chở và yêu thương họ. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định con đường tình duyên của tuổi Canh Tuất đó chính là tháng sinh của họ. Những người tuổi này phải trải qua 3 lần thay đổi tình cảm mới có thể tìm cho mình ý chung nhân. Nếu sinh vào những tháng 5, tháng 6 và khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Đường tình duyên của những người này có thể thay đổi 1 đến 2 lần nếu sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Tuổi Canh Tuất sẽ gặp nhiều may mắn được hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, trọn vẹn nếu sinh vào tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Và theo tử vi,
Khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tuổi Canh Tuất sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì? Hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, tuổi Canh Tuất sẽ có những thay đổi và cơ hội tìm đến. Nhưng cơ hội thì đi kèm với thách thức, chỉ cần bạn không bỏ cuộc thì dù có khó khăn đến mấy, bạn vẫn có thể vượt qua được. Quan đới nhập mệnh đem lại sự lạc quan và khí thế tưng bừng cho tuổi Canh Tuất tháng mới này, dù trong tháng gặp nhiều may mắn, nhưng không tránh khỏi thất thoát do có kẻ tiểu nhân đeo bám, gây cản trở vận trình sự nghiệp của bạn. Nhưng dù gặp nhiều cản trở, nhưng nhờ bản lĩnh kiên cường, nên tuổi này khó có thể tụt dốc nhanh như bản thân vẫn nghĩ. Về sự nghiệp, trong thời gian đầu tháng, bạn phải giữ bình tĩnh và lạc quan, linh hoạt trong mọi tình huống để đương đầu với thử thách. Canh Tuất hãy nắm bắt cơ hội để đạt được sự phát triển trong sự nghiệp, hứa hẹn có nhiều vận may sẽ đến với bạn trong tháng mới này. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng sẽ có cản trở về đường tài lộc của bạn. Hung tinh thiên hình xuất hiện, gây hao tài mất của, hãy quản lý tài chính của bạn một cách cẩn thận. Lập kế hoạch và kiểm soát chi phí đầu tư làm ăn, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển tiền bạc. Đừng đứng yên một chỗ, có thử thì mới biết kết quả ra sao, đừng lo lắng hay sợ hãi. Có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, bản mệnh Canh Tuất cần chú ý đến việc giao tiếp và hợp tác với người khác. Đồng thời, hãy thiết lập các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân, điều này sẽ giúp ích cho bạn trong những lúc bạn cần dùng đến những mối quan hệ của mình đấy. Trong tháng này, về sức khỏe bạn cũng nên chú ý tránh để bệnh cũ tái phát lâu khỏi, bản mệnh nên duy trì lối sống lành mạnh. Hãy tin vào khả năng và trí tuệ của bản thân, tích cực ứng phó với những thay đổi và thử thách, bạn sẽ có thể đạt được kết quả khả quan trong tháng này. Sau đây là tử vi chi tiết từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tuất, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Canh Tuất khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. Theo tử vi tuổi Canh Tuất trong tháng 7 âm, dưới sự ảnh hưởng của Thái Tuế Lâm Vận cho thấy, bản mệnh có sự thăng tiến trong sự nghiệp, cấp trên luôn tin tưởng và giao cho bạn những quyết định quan trọng trong kinh doanh hoặc những dự án và nhiệm vụ mới, đòi hỏi những lựa chọn và hành động sáng suốt. Đây là lúc thử thách trí tuệ và lòng can đảm của bạn, bạn phải nắm bắt cơ hội, đồng thời cảnh giác trước rủi ro mà kẻ tiểu nhân gây cản đường, nhất là những người đang làm chủ. Dưới sự tin tưởng từ mọi người xung quanh, đòi hỏi bản mệnh cần duy trì tính chuyên nghiệp và đạo đức làm việc, cũng như duy trì giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp và đối tác có thể tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Quan đới tác động tích cực đến bạn, nhờ thế nên bạn khá mạnh mẽ, có tinh thần thực tế và khả năng thực thi cao, có năng lực thực hiện các nhiệm vụ khác nhau và được lãnh đạo ghi nhận và có thể bạn sẽ được đề bạt lên vị trí cao trong công việc. Ngoài ra, người tuổi Canh Tuất còn có cơ hội tiếp xúc với một số dự án lớn, điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội để phát triển. Sao quan đới chủ về công danh, chức vụ, quyền lực nên thành công trong công danh, chức vụ, thi cử nên Canh Tuất có thể mong chờ tin vui liên quan đến những lĩnh vực này trong tháng. 2. Tử vi tài lộc tuổi Canh Tuất trong khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Bạn không chỉ có thu nhập từ công việc tốt mà còn có kỹ năng đầu tư, quản lý tài chính tốt và có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài ra, tháng này tuổi Canh Tuất còn có cơ hội gặp gỡ thêm quý nhân chỉ đường dẫn lối, điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích hơn cho việc đầu tư của họ. Thời gian tới bạn nên lưu ý, dưới sự tác động của Thái Tuế, cảnh báo Tuất đừng nhẹ dạ cả tin. Bạn bè dù thân thiết đến mấy cũng nên hạn chế cho mượn đồ đạc quan trọng hoặc hợp tác làm ăn cùng nhau. Nhờ đứng tên tài sản hoặc mua hộ cái này cái kia kẻo xích mích lớn vì tiền, bạn nên cẩn trọng khi hợp tác làm ăn với ai, hãy tìm hiểu đối phương thật kỹ. Có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, Canh Tuất nên tránh xa việc kiếm tiền dưới hình thức lô đề, cờ bạc, cho vay nặng lãi, cầm đồ, bởi vì không có lộc. Nếu dính vào những thứ này thì nguy cơ cao sẽ mất trắng tay, phước phần bị giảm mạnh. Hãy an phận với số tiền của bản thân ở thời điểm hiện tại, muốn làm ăn nhanh thì hãy chờ đến lúc khác. Bản mệnh nên cẩn thận trong công việc làm ăn, đề phòng bị khách hàng hoặc đối tác lừa dối, quỵt tiền. Muốn làm ăn yên bình trong tháng này, bạn cần tìm đối tác cũ mà bạn tin tưởng trước đó, điều này sẽ giảm thiểu được rủi ro cần thiết. Trong khi tham gia giao thông, bản mệnh đi xa về gần, nhớ cầm theo giấy tờ xe đầy đủ khi lái xe, không xách đồ hộ người lạ, không cho người khác tự ý động đến tư trang cá nhân của mình, kẻo vướng vào họa lớn lúc nào không hay. 3. Tử vi sức khỏe tuổi Canh Tuất khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì.
Tình trạng sức khỏe của tuổi Canh Tuất trong khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì có dấu hiệu giảm sút khá rõ rệt, bệnh cũ dễ tái phát, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đau nhức, bạn mải mê, tập trung vào công việc mà lười vận động là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh, nhất là những bệnh liên quan đến tim mạch. Bạn cần chú ý dưỡng sinh để nâng cao sức đề kháng, bạn có thể đi bộ thư giãn hoặc chơi một bộ môn thể thao ưa thích của mình. Đặc biệt, bản mệnh nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, hạn chế ăn hàng quán hay uống đồ uống có cồn để cải thiện thể chất. Bên cạnh đó, việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cũng như làm chậm dấu hiệu lão hóa. 4. Tử vi tình duyên tuổi Canh Tuất khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Vận trình tình cảm của người tuổi Canh Tuất còn nhiều nỗi muộn phiền, dù là người có đôi hay người lẻ bóng, đều trải qua những cung bậc cảm xúc lên xuống thất thường. Trong tháng bạn sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện buồn nhiều hơn vui, âm sát xuất hiện là dấu hiệu trục trặc, nảy sinh không ít mâu thuẫn, cản trở tình yêu lứa đôi, mối quan hệ của hai bạn có thể chịu tác động từ những lời nói bên ngoài, tình cảm dần bị lung lay. Nếu niềm tin cả hai dành cho nhau không đủ lớn, chỉ chút gió thổi, cỏ lay cũng có thể khiến những gì đã xây dựng đổ vỡ tan tành. Trước những lời nói của người ngoài, bạn nên xác nhận lại với đối phương một lần rồi mới đưa ra nhận định, tránh tình trạng kết luận vội vàng. Người ấy sẽ cảm thấy không được tin tưởng và tôn trọng, bạn cần phải điều chỉnh nhiều suy nghĩ, xem xét lại cảm xúc riêng tư để có cách xử lý thích hợp. Để cải thiện mối quan hệ, điều quan trọng nhất là hai bạn cần dành nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự cùng nhau hơn nữa để hiểu những khó khăn đối phương gặp phải. Nhất là những người làm ăn xa gia đình, đôi bên hãy giữ vững niềm tin vào nhau, bởi chỉ một trong hai nảy sinh sự nghi ngờ là tình cảm sẽ còn trở nên xa cách hơn là khoảng cách của hai bạn đấy. Người độc thân hãy để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng ép, nếu không kết quả sẽ không như ý muốn. Quý vị thân mến, tượng chó phong thủy, trong nét văn hóa và tâm linh của một số dân tộc, con chó là động vật thân thiết gắn bó từ rất lâu đời với người chủ nói riêng và con người nói chung. Những đức tính của chó được tôn vinh như trung thành, thông minh, quan tâm đến chủ. Nó là bạn gần gũi của con người, chó canh gác nhà cửa cho con người, thậm chí có nơi chó được thờ cúng tại các đền thờ, miếu mạo. Trong văn hóa Á Đông, chó được xếp vào 12 con giáp ở vị trí thứ 11 với chi tuất và một trong những con vật thuộc lục xúc. Trong quan niệm của người Việt, thì chó là con vật có thể đem đến những điều may mắn, mang đến thuận lợi và nhiều niềm vui, mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Đối với người tuổi Canh Tuất 1970, tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu hay còn gọi là Thiên Lộc, Tịch Tả, là linh vật chiêu tài tác lộc, mang lại sự may mắn, sức khỏe và thành công. Ngoài ra, Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn trạch, trừ tà khí, giữ của, mang lại sức khỏe bình yên cho người tuổi Canh Tuất 1970. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Cóc ba chân, Thiềm Thừ là linh vật từ xa xưa có ba chân, có hình dáng miệng ngậm đồng tiền vàng, chân đạp lên đống tiền cổ. Đây là biểu tượng của sự may mắn, phú quý và giàu sang cho người tuổi Canh Tuất 1970. Thiềm Thừ thường được làm bằng các loại đá tự nhiên, đá quý, những kim loại quý nhằm thu hút linh khí và vượng khí vào nhà, cửa hàng, doanh nghiệp cho gia chủ tuổi Canh Tuất 1970. Tượng Cá phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn. Con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm vô song trong truyền thuyết vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu cho người tuổi Canh Tuất 1970 nếu muốn thành công. Quả cầu phong thủy. Quả cầu đá mang trong mình nguồn năng lượng dương dồi dào, bởi nó luôn hấp thụ linh khí, dương khí của trời đất. Chính vì vậy mà quả cầu đá được xem là biểu tượng của trí tuệ, sự may mắn và quyền lực cho người tuổi Canh Tuất 1970. Từ xưa, con người đã biết chế tác những quả cầu từ những loại đá tự nhiên, đặc biệt là đá quý để trừ tà, thu hút vượng khí, thể hiện sự quyền lực của mình. Gậy như ý phong thủy. Với việc thể hiện địa vị, tăng cường quyền lực mà ngày, việc đặt quyền trượng trong nhà hoặc văn phòng được cho là sẽ tăng cường năng lượng, chủ yếu về sự lãnh đạo và sức ảnh hưởng cho người tuổi Canh Tuất 1970. Nếu bạn là nhà quản lý, giám đốc hay chủ tịch của một tập đoàn, thì quyền trượng sẽ đảm bảo quyền hạn của bạn được công nhận, ý kiến và quyết định của người tuổi Canh Tuất 1970 được công nhận, lại vừa mang lại may mắn cho bạn. Thuyền phong thủy. Phong thủy còn cho rằng, nếu bạn đặt một mô hình chiếc thuyền trên bàn làm việc hay trong phòng, tuy nhiên, phải hướng chiếc thuyền vào phòng thì sẽ đem lại may mắn cho người tuổi Canh Tuất 1970, nếu hướng ra ngoài, nếu không sẽ đem lại ý nghĩa là chạy mất. Cây tài lộc phong thủy.
Với cây tài lộc màu xanh, thường được ví von là sự mô phỏng của cây ngọc bích, loại cây chỉ cần lấy một chiếc lá đặt xuống đất ẩm, nó sẽ nảy mầm mọc thành cây mới, biểu tượng của sự may mắn sẻ chia và tuổi trẻ vĩnh hằng cho người tuổi Canh Tuất 1970. Tranh đá quý phong thủy. Sở hữu một bức tranh đá quý phong thủy trong nhà người tuổi Canh Tuất 1970 vừa cảm thấy an tâm để làm ăn, lại có thêm một tác phẩm nghệ thuật giúp ngôi nhà trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị và các bạn nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình, thì đừng ngại hãy để lại ngày, tháng, năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận phía dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bản mệnh trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.